Vâng, xin chào toàn thể anh em đam mê. Hôm nay bên shop Đoàn Lộc lại gửi tới anh em một cái mẫu loa đứng, mẫu loa mang thương hiệu E388, một mẫu loa đã được rất nhiều anh em đánh giá chất rất là cao về cái âm thanh của cái E388 nhé. Hôm nay thì em sẽ làm một video ngắn để gửi tới các bác trước khi giao dịch để thành công và vui vẻ, thì em muốn nói luôn cái cách mua bán của bên shop em. Shop em thì luôn ship good COD đồng tiền tận nhà cho anh em. Trước khi nhận hàng, anh em kiểm tra hàng và test hàng đúng với lại sản phẩm trong video thì nên trả tiền cho bên nhân viên bưu điện nhé. Vậy nên là các bác có thể giao dịch qua đầu số đang hiển thị trên màn hình là 0972171303 để anh em ra kết bạn Zalo hoặc là Facebook, anh em có thể trao đổi qua hình ảnh hoặc tư vấn cụ thể hơn. Thì bây giờ em sẽ đi sâu vào con máy này luôn nhé. Thì anh em biết đây điều khiển của nó nhé. Khi anh em đi đánh tầm xa thì anh em kéo anten lên. Đấy, kéo anten lên cho nó bắt xa, cái là anten ở con máy lên luôn. Ok. Thì phụ kiện đi kèm như anh em đã biết, nó gồm túi đeo loa này, sạc pin cho loa, dây đeo loa và tai nghe. Đấy, cái này thì thường lại rồi, cái nào cũng có các bác ạ. Khe cắm thẻ nhé, cắm thẻ vào như này nhé. Đấy, cắm thẻ cho các bác bật này. Ok. To nhỏ đây bác nhá. Đấy, coi nhỏ hiển thị luôn này. Đấy, chuyển bài này, ấn số bài luôn. Bác thì âm thanh nào. Đấy, âm thanh thì các bác đã biết quá đỉnh luôn. Cái này thì có cả anh em muốn dùng bluetooth thì anh em mua cái bluetooth rời này, anh em cắm đây luôn. Đây, cắm thử cho anh em xem luôn nhé. Bắt qua bluetooth này kết nối vào điện thoại là cắm đây luôn. Ok. Đấy, anh em mà cần sạc pin cho loa thì lại đây, anh em lại dùng cái này nhé. Đấy là sạc pin cho loa luôn. Đấy, và khi mà cắm pin hết thì cắm vào đây, mình muốn sạc pin thì lại cắm qua cái giắc cắm này các bác nhé. Pin này rất dễ sử dụng nhé, các bác thấy chưa, báo đỏ luôn. Đấy, khi nào mà mình đi đánh thì mình rút ra, mình cầm đi mình đánh sạc nó như này. Ok, bỏ cái cục sạc này ra. Ok. Đấy, như này là ok rồi. Ok các bác nhé, các bác cần sản phẩm gì cứ liên hệ bên shop Đoàn Lộc, bên em sẽ cung cấp cho các bác. Vâng, xin chào tạm biệt các bác, chúc các bác một ngày làm việc hiệu quả. Anh em thấy hay like và đăng ký kênh chia sẻ giúp em. Còn anh em nào chưa có thì liên hệ ngay bên em để đi đánh cho nó bội thu nhé. Cảm ơn anh em.